Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mà có chủ đề mới của chúng ta sẽ là họ đang có dự tính gì cho cái mối quan hệ này. Và đây những trò bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 ha, và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi họ đang có dự tính gì cho cái mối quan hệ này. Và đây những trò bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người đã từng trong một cái giai đoạn gọi là có sự thay đổi đột ngột về cuộc sống của mình, thay đổi con người cũ của mình trở thành một con người mới vững vàng hơn. Và mình thấy bạn không còn có một cái sự gọt vội vã nữa. Mình thấy bạn đã biết xuôi theo dòng, biết gọi là chờ đợi đúng thời điểm thời cơ để cuộc sống mình có sự gọi là phát triển. Mình thấy bạn là người có sự gọi là lắng động tâm hồn, và mình thấy bạn là người có sự thay đổi tư duy, góc nhìn đổi mới rồi, khôn ngoan hơn. Và các bạn là những người thấu suốt hơn trong mọi điều. Và mình thấy các bạn là những người trong cuộc sống á, thì có thể là trước đó bạn luôn cảm thấy thiếu thốn, bạn luôn cảm thấy là cuộc sống mình lận đận chẳng hạn, và bạn cảm thấy như là mình có một cái sự không có ai để có thể san sẻ niềm vui nỗi buồn bằng cái sự thật lòng hết. Có vẻ như cuộc sống của bạn có nhiều đối tượng đến, nhưng mà bạn không tìm thấy được một người thực sự yêu bạn chân thành ha. Thì mình thấy một số bạn ở đây thì các bạn đã có thể bước qua được cái giai đoạn đó rồi. Bạn đã tìm được một người phù hợp để có thể trao gửi tình yêu. Một số bạn thì có thể là các bạn đã trong giai đoạn ngắt kết nối, ngừng nghỉ rồi. Vì mình thấy một số bạn trong giai đoạn như kiểu như là mọi thứ nó không có tiến triển, có sự dậm chân tại chỗ ở đây ha. Bạn luôn không biết là mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào, nhưng mà mình thấy bạn vẫn có một cái sự cố gắng bình tĩnh cân bằng để có thể có những cái quyết định đúng đắn trong tương lai. Một số ít bạn có sự nhung nhớ về người yêu ở đây nữa nè. Rồi để xem họ là ai ha. Mình thấy một số bạn chia tan cái kết nối ở đây là số đông á. Mình thấy người này cuộc sống của họ cũng đang trải qua những cái giai đoạn bị mệt mỏi, chán chường, đang trải qua cái giai đoạn gọi là bị khơi lên những cái sự thất vọng, hoặc là khơi lên những cái niềm đau, hoặc là khơi lên những cái sự lo sợ gì đó ha. Cái người này họ đang suy nghĩ trằn trọc rất là nhiều luôn. Và đây là một người có một sự mạnh mẽ về tinh thần ha. Bạn ấy là một người có khả năng nhìn ra mọi thứ và biết cách gọi là vận hành cuộc sống của mình đi đúng đường mà bạn ấy mong muốn. Và cái người này thì mình thấy họ là một người có khả năng đem đến niềm vui cho các bạn tụ một, là một người sẽ đến để giải phóng những cái nỗi bất an, lo lắng, hoặc là những cái sự muộn phiền gì đó cho các bạn tụ một. Cái người này thì họ cũng đang trong một cái giai đoạn là không biết mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào, không biết là mọi việc nó sẽ ra làm sao. Nhưng mà bạn ấy cũng đang có một cái sự chấn chỉnh lại tinh thần, tập trung vào cuộc sống của mình nhiều hơn ha.
Hoặc nếu như các bạn không có sự ngắt kết nối chia tay á, thì có khả năng cái người này họ đang trong một cái giai đoạn gọi là có nhiều cái vướng bận trong công việc, cần phải có hướng giải quyết rõ ràng ở đây thì mới có thể phát triển được. Họ có những cái sự lắng lo, nếu mà không tình yêu thì có khả năng là lo cho cái cuộc sống của họ ha. Lo cho những kế hoạch, những dự án gì đó. Và bây giờ nếu như bạn là bạn nam xem trở bài, cái người mang năng lượng nữ trong trở bài này chính là đối tượng của bạn. Còn nếu như bạn là bạn nữ xem trở bài thì cái người mang năng lượng nam trong trở bài này chính là đối tượng của bạn nha. Mình thấy bạn nam này là một người có một cái sự cân bằng trong ăn tiết nói, có sự tiết chế chừng mực. Và bạn nam này thì mình thấy bạn là người có sức mạnh, ý chí kiên cường, vững vàng. Bạn ấy là một người suy nghĩ khá là nhiều trong cuộc sống ha. Đôi khi bạn ấy cũng có những cái sự rối ren trong tâm hồn, trong lý trí. Tuy nhiên mình thấy thì bạn ấy là một người có một cái sự gọi là tiềm năng vô hạn, biết tìm ra cái hướng giải quyết cho bản thân của mình và giải phóng bản thân mình ra khỏi những cái sự bất an trằn trọc ở đây. Mình thấy bạn nam này là một người thích làm việc một mình, thích làm việc độc lập. Bạn ấy là một người kiểu như là luôn âm thầm lặng lẽ thực hiện kế hoạch của bản thân ha. Và mình thấy bạn nam này thì có khả năng bạn ấy là người làm việc rất là chăm chỉ, siêng năng, là một người rất là giỏi luôn. Là một người có một cái nền tài chính cũng khá là ổn định vững vàng. Và bạn nam này bạn đang trong giai đoạn gọi là khôi phục lại sức khỏe của mình, đang trong giai đoạn có một cái sự gọi là chăm sóc cái giấc ngủ ngon hơn để không ảnh hưởng tinh thần của bạn ấy. Và trong chuyện tình cảm này mình thấy bạn nam bạn tìm thấy ở bạn nữ một cái sự gọi là rất là hợp nhau ha, hợp nhau qua cách nói chuyện, hợp nhau về quan điểm sống. Và bạn nam này bạn có sự ngưỡng mộ bạn nữ này, có sự trân trọng giá trị của bạn nữ này, và bạn có một cái sự gọi là cảm thấy bạn nữ này một người mang một cái phong thái, một khí chất rất là dồi dào thịnh vượng ở đây, một người có một cái sự đủ đầy, một người có sự hào phóng, luôn cho đi, luôn nâng đỡ người khác, là một người biết tiết kiệm trong chi tiêu ha. Và mình thấy thì bạn nam này bạn có một cái sự gọi là luôn ngắm nghía quan tâm bạn nữ này một cách âm thầm. Còn nếu như những bạn nào mà đang trong giai đoạn ngắt kết nối chia tay thì có khả năng bạn nam đang có sự theo dõi bạn nữ này trên mạng xã hội ha, bạn suy nghĩ về bạn nữ khá là nhiều và bạn đang cố gắng gọi là điềm tâm lại, bình tĩnh lại để không bị choáng ngợp trong cái tình yêu này, không bị gọi là quá mệt mỏi buồn bã vì tình yêu đã rời đi ha. Bạn cảm nhận bạn nữ này là một người sẽ có thể là vun đắp tương lai với bạn ấy. Bạn nữ này á, có một cái tâm hồn rất là thuần khiết, có sự đơn sơ giản dị ở đây ha, có sự mộc mạc. Bạn nam này mang trong mình một cái tư cách của một nhà lãnh đạo nha, một người hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể đó. Và bạn nam này mình thấy bạn là một người có khả năng trực giác rất là nhạy, tinh tường ở đây, và có khả năng dự đoán được những cái tình huống sẽ đến và biết cách khắc phục nó, biết cách gọi là giải quyết nó. Bạn nam này mình thấy bạn rất là khỏe mạnh luôn.
Bạn nữ ở đây thì mình thấy là bạn nữ đã có một cái sự gọi là trải qua một cái chương cũ cuộc đời rồi, đang trên hành trình phát triển chương mới, với cái sự loại bỏ những cái niềm tin hạn hẹp, loại bỏ những cái nỗi buồn, loại bỏ những cái điều mà không đem đến cho bạn hạnh phúc nữa. Mình thấy bạn nữ có một cái sự gọi là kết nối cao hơn với thần thánh về cái trực giác. Bạn có một cái suy nghĩ sâu sắc, sáng suốt hơn về cuộc đời này, và bạn ý thức được chỉ có bạn mới có thể gọi là khiến cho cuộc sống của mình thay đổi trở nên tích cực hơn mà thôi. Và bạn nữ này mình thấy bạn là một người rất là cởi mở ở đây ha, có khả năng một số bạn các bạn quen người nước ngoài hoặc là các bạn sống hai quốc gia khác nhau. Một số bạn nữ ở đây thì mình thấy có khả năng là giỏi về ngoại ngữ ha, hoặc là rất là thích đi du lịch. Thì một số bạn nữ là mình thấy có khả năng là bạn là một người rất là thích làm những công việc thiện nguyện hoặc là công việc xã hội, những công việc tích cực mang đến những cái niềm vui cho cộng đồng. Và bạn nữ này là một người khi đã xác định hướng đi mục tiêu á, là bạn sẽ cố gắng vượt cho đạt cho bằng được cái điều đó ha, dù cho nó có khó khăn trở ngại như thế nào, bạn ấy vẫn có khả năng tìm ra hướng để có thể là vươn tới cái thành công. Bạn nữ này mình thấy bạn là một người có đức tin nha, có khả năng một số bạn nữ ở đây là bạn có đạo ha, bạn là một người có sự thông thái, có nhiều trải nghiệm, cho nên bạn tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Và bạn nữ này suy nghĩ rất là sâu thấu suốt rõ ràng ở đây, bạn có khả năng cho người khác những cái sự động viên, những cái lời khuyên theo cái hướng gọi là tích cực nhất, tươi sáng nhất. Và bạn là một người có sự hòa hợp, có sự thân thiện hòa đồng ha, là một người có khả năng giải quyết những cái mâu thuẫn trong cuộc sống này. Bạn nữ này thì mình thấy bạn là một người có những cái sự đột phá cho bản thân mình, luôn có những cái sự phát minh sáng tạo độc đáo và luôn khiến cho người khác phải có sự trầm trồ ha. Bạn mang trong mình một cái màu sắc riêng mà không ai có thể gọi là thay thế được trong mắt bạn nam này. Bạn nữ này mình thấy bạn là một người có sự gọi là thanh tao ha, có khả năng làm ra tài chính rất là tốt, vững vàng, có sự nghiệp, có tiền tài, có sự ổn định, có sự kiên cường, quyết liệt, là một người có sự truyền thống, và là một người có một cái sự gọi là rất là tinh anh trong việc sử dụng đồng tiền hợp lý ở đây ha. Và trong tình yêu này mình thấy bạn nữ bạn suy nghĩ cái tình yêu là tình yêu định mệnh mà vũ trụ đã sắp đặt cho bạn ấy ha, và mình thấy bạn nữ này bạn có sự luôn có sự choáng ngợp cái hình ảnh bạn nam này trong cái tâm trí của bạn ấy. Và cái tình yêu này bạn nữ bạn học hỏi ở bạn nam rất là nhiều điều, hai bạn có một cái sự gọi là nâng đỡ chia sẻ tinh thần với nhau, và các bạn có sự học hỏi qua lại với nhau, có thể là học hỏi về kiến thức ngoại ngữ hay gì đó ha, có sự giống như các bạn vừa là người yêu mà các bạn vừa là bạn bè, mà vừa là tri kỷ, mà vừa là thầy giáo của nhau kiểu vậy đó. Và cái tình yêu này mình thấy các bạn luôn có những cái sự gọi là thay đổi mới để làm mới lại cái tình yêu này kiểu vậy. Nó không có một cái sự quá cũ kỹ ở đây, mà luôn có những cái bước tiến để các bạn ngày càng nâng cấp cái tình yêu này nó phát triển vượt bậc ha. Thì mình thấy một số bạn đang nhắc cái nó chia tay á, thì có khả năng là bạn nữ này bạn cũng có một cái sự muốn giảng hòa ở đây ha, muốn làm hòa, muốn gọi là thỏa hiệp. Còn bạn nam này thì còn đang trong giai đoạn suy nghĩ, cũng có muốn có sự cân bằng. Và bạn nam này đang trong giai đoạn đã rời đi rồi nhưng mà cũng có sự tiếc nuối nha, không nở. Và bạn cảm nhận bạn nữ này đã chiếm lấy cái trái tim của bạn ấy rồi ha, là một người giống như viên ngọc quý này. Một số bạn nam này đã có sự rời đi cái mối quan hệ này, cảm nhận khi mà bạn nữ này bạn không còn ở bên bạn nam nữa thì bạn nam cảm nhận như là mình đã bị mất đi một cái điều rất là quý giá, một cái tài sản vô cùng gọi là lớn lao. Cho nên bạn bị cắn rứt lương tâm ở đây ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi họ đang có dự tính gì cho cái mối quan hệ này ha. Mình thấy đây số đông trường hợp là các bạn đã rời xa nhau rồi, ngừng nghỉ và có những giai đoạn mâu thuẫn gì đó rồi ha. Còn những bạn nào mà không có thì chỉ là số ít thôi, chứ mình thấy số đông á
là những bạn đã có nỗi niềm riêng rồi đó. Thì đối với những bạn mà các bạn đã cắt kết nối chia tay rồi thì bạn nam bạn đang trong giai đoạn gọi là suy nghĩ về cái mối quan hệ này, cảm thấy bị tổn thương, buồn bã, thất vọng và chán chường nha. Tuy nhiên mình thấy bạn nam bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc nhiều hơn, bạn sẽ tập trung xây dựng cuộc sống cá nhân thật sự là vững vàng về vấn đề tài chính. Và thực sự thì bây giờ cái dự tính của bạn ấy là bạn muốn trở lại với bạn nữ này nha. Bạn muốn trở lại với bạn nữ này, muốn có những cái ngày tháng êm đẹp với nhau, muốn có thời gian gọi là nằm đầm ấm, hạnh phúc ngọt ngào bên nhau như thuở xưa. Và đôi khi những lúc mà bạn nhớ bạn nữ này, bạn cảm thấy rất là vui ha. Bạn luôn nở nụ cười khi nhớ về những kỷ niệm mà các bạn đã có với nhau. Và bạn nam mà bạn nghĩ bạn nữ này chính là người đã giúp cho bạn ấy giữ cân bằng lại được trong cuộc sống ấy. Đôi khi á, các bạn nữ này bạn rời đi rồi, bạn nam có sự chông chênh nha. Kiểu như là thương nhớ rồi đôi khi làm việc nhưng mà cái tinh thần vẫn không có một cái sự gọi là 100% năng lượng nhiệt huyết trong công việc. Khi bạn nữ rời đi là giống như mất đi một cái phần quan trọng rồi ha. Không thể tập trung vào công việc quá nhiều. Và mình thấy bạn nam này mong muốn có một cái sự đoàn tụ sum họp trong mối quan hệ này nha. Bạn suy nghĩ kỹ lưỡng rồi ha, có khả năng tung hứng đồng tiền nữa đó, xem coi có nên cho mối quan hệ này cơ hội hay không. Nhưng mà mình thấy bạn nam vẫn vẫn nhìn ra được cái hướng tương lai cho mối quan hệ này, vẫn muốn tiếp tục với mối quan hệ này, thì có khả năng cái dự tính bạn ấy là sẽ sắp xếp công việc ổn định rồi á, tiền bạc có một sự cân bằng rồi ha, mọi thứ có vẻ ổn định hết rồi, bạn ấy sẽ quay trở lại với bạn nữ này. Vì trong tim bạn ấy thì bạn nữ này chính là cái người yêu mà được vũ trụ, được thiên thần dẫn dắt. Và hai bạn rất là xứng đôi vừa lứa với nhau. Còn đó một vài bạn mà các bạn không có ngắt kết nối chia tay thì mình thấy là bạn nam thì trong lòng bạn ấy bây giờ bạn dự tính là bây giờ mình lo làm việc để có cuộc sống vững bền trước đã, rồi để cho bạn nữ này có một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc và tạo ra một cái cuộc sống tươi vui cho gia đình sau này. Cho nên thì trong lòng bạn nam thì bạn nữ vẫn là một người chiếm vị trí quan trọng ha. Bạn muốn cung cấp, muốn hỗ trợ, muốn đem đến bạn nữ này hạnh phúc trọn vẹn, cho nên bạn sẽ gọi là cân bằng lại tình yêu và công việc và cố gắng làm việc chăm chỉ để có tiền ha, để giúp cho cái cuộc sống của các bạn có sự đủ đầy vui vẻ hạnh phúc hơn. Bạn nam này là mình thấy là có khả năng cao là bạn muốn gọi là kết hôn với bạn nữ này. Nếu như các bạn cùng tần số năng lượng với mình, các bạn không có sự chông chênh thì những câu chuyện mà mình trải ra nó đều đúng như những gì mà nó sẽ diễn ra với các bạn ha. Còn những bạn nào mà các bạn chưa từng yêu, các bạn chỉ xem tham khảo vui giải trí thôi, các bạn đòi hỏi mỗi ngày phải có một câu chuyện giống như là câu chuyện tiểu thuyết cho các bạn nghe, thì đây không phải là kênh dành cho cái điều đó ha. Mình không thêm thắt điều gì và mình cũng không tự chế biến câu chuyện, mình chỉ dùng cái ý nghĩa trong lá bài để trải ra, để nói lên cho các bạn biết được cái tâm tư tình cảm nguyện vọng của người đó ha. Người này thì họ yêu bạn thật lòng, họ có sự chung thủy cho nên những suy nghĩ của họ thì luôn vững bền như vậy, không thể nào mà có sự gọi là dao động. Ngày này nghĩ thế này, ngày kia nghĩ thế kia là không có cái chuyện đó nha. Những người nào mà có một cái tâm tư nguyện vọng mà có sự gọi là cân bằng như thế này á,
họ luôn có một cái sự vững chắc trong cái suy nghĩ thì họ mới có thể xây dựng tương lai với bạn được. Còn trong tình yêu mà suy nghĩ nó có một cái sự gọi là trong trên, nó không có sự cân bằng ha, giống như yêu người này mà còn bị dao động với người khác thì đó không phải là một cái tình yêu trung thành tận tụy rồi ha. Và cái kênh của mình đó là một kênh đó, mình luôn thu hút được những người có cùng năng lượng, tần số khá là cao. Cho nên những người trong trái bài của mình toàn là những người chững chạc, trưởng thành và có một cái sự gọi là tận tâm ở đây ha. Còn những người lăng nhăng thì mình không có nói tới ha, vì mình không thích những cái nguồn năng lượng đó. Và họ cũng không có thể hiện trong trái bài của mình. Mình chỉ thấy được những bạn nào nằm trong cái tình trạng đó thì mình sẽ khuyên các bạn ấy là nên tập trung vào cuộc sống, vì sẽ có người mới tốt hơn, vì chắc chắn là sẽ có điều đó nha. Mình thấy bạn nữ đây thì bạn đang có dự tính về cái mối quan hệ này là bạn thôi thì mình dành thời gian để mệt mỏi nặng nề về cái cuộc sống, về cái tình yêu này, thì thôi thì mình tập trung vào cái ước mơ, nguyện vọng của mình trước đã, tập trung vào tài chính, sự nghiệp trước đã ha, và để mọi thứ nó diễn tiến theo ý vũ trụ mong muốn. Một số bạn nữ là như vậy nha, dự tính của bạn là như vậy. Bạn học hỏi, bạn nâng cao kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng và kiếm tiền ha. Và mình thấy bạn khi mà bạn có một sự gọi là tập trung vào sự nghiệp tài chính thì bạn tạo ra cái nguồn tiền tài rất là vững chắc ở đây ha, có sự thịnh vượng ở đây. Và khi đó thì bạn sẽ giải tỏa được bớt cái áp lực trong cái mối quan hệ tình yêu này ha. Một số bạn thì có khả năng là cha hoặc mẹ đơn thân ở đây, thì một số bạn nữ mình thấy là bạn cũng có con rồi, cho nên bạn còn phải có sự lo lắng cho con cái nữa, nên bạn sẽ tập trung lo cho cái cuộc sống cá nhân của mình. Tuy nhiên thì tình yêu thì bạn vẫn có mong muốn có sự ngọt ngào, chân tình quay trở lại. Muốn bạn nam, bạn sẽ là một người sẽ biết suy nghĩ kỹ lưỡng và đem đến cái tình yêu gọi là thấm đượm cái sự lãng mạn hơn ha. Muốn bạn nam sẽ có một cái sự quan tâm, thấu hiểu hơn khi bạn nam đã thực sự gọi là giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực. Còn đối với những bạn mà không có ngắt kết nối chia tay thì mình thấy bạn nữ này, bạn là một người đã có sự cân bằng, một người có tần số năng lượng cũng khá là cao rồi, biết lo cho cuộc sống sự nghiệp rồi ha. Bạn biết là khi mà bạn quá tập trung vào tình yêu mà khi người yêu không quan tâm mình á, thì sẽ khiến cho bạn ấy gặp phải cái gánh nặng, mệt mỏi, chán chường, thì bạn ấy sẽ giải phóng cái gánh nặng đó bằng cách tập trung phát triển tiền tài sự nghiệp vững chắc. Và trong lòng bạn ấy thì vẫn yêu bạn nam này một cách rất là thấm thiết ở đây. Và bạn vẫn dành trọn cái tình cảm cho bạn nam này ha. Bạn muốn tình yêu này sẽ không phải gọi là quá nặng nề, quá nặng nhọc. Cho nên mình thấy bạn sẽ giống như bạn nam này, phát triển cuộc sống của mình. Vì bạn tin tưởng bạn nam này ha. Thì một số bạn như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi có những cung hoàng đạo nổi bật trong cái trái bài này ha. Có thể là có tất cả các cung, nhưng mà mình sẽ nêu những cung nổi bật nhất để cho các bạn tham khảo. Và có khả năng là của bạn hoặc của người đó ha. Sử nữ, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải,
Bảo Bình. Rồi, chữ cái trong tên. Chữ Z. Chữ E. Chữ B phở. N. Chữ tờ. Và chữ dây ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn đã chọn ra bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi họ đang có dự tính gì cho mối quan hệ này. Và đây những trò bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và đây là cái trò bài về năng lượng, cho nên những bạn nào có cùng tần số năng lượng với mình thì nó sẽ luôn diễn ra cái ý nghĩa như cái câu chuyện tình yêu của bạn. Còn những bạn nào á mà các bạn mong đợi á, mỗi ngày một câu chuyện khác nhau về tình yêu, chuyện tiểu thuyết giống như câu chuyện tiểu thuyết tình yêu vậy đó, thì rất tiếc là đây không phải là cái kênh dành cho các bạn ha. Vì mình dựa vào lá bài, dựa vào năng lượng để mình nói ra ý nghĩa trả bài, để cho các bạn có thể thấu hiểu được cái người yêu của các bạn, tâm tư, nguyện vọng của họ và giúp cho bạn có sự chữa lành ha. Còn những bạn nào chưa yêu và chưa nằm trong cái hoàn cảnh này, các bạn đòi sự đổi mới và muốn mình tạo ra những câu chuyện khác nhau, thì đó không phải là trong cái chuyện tarot ở đây. Không thể nào mà dùng tarot để có thể gọi là sáng tạo ra những câu chuyện khác biệt như vậy. Bạn nên xem những kênh nào mà câu chuyện tiểu thuyết á, thì nó dành cho bạn nó phù hợp hơn ha. Rồi, mình xin lên cái năng lượng các bạn tụ 2 ha. Các bạn tụ 2 là những người rất là sắc sảo, sắc bén, là một người đã có nhiều trải nghiệm nhiều trong cuộc sống rồi. Và các bạn là những người rất là sòng phẳng nha, khẳng khái và một người có một sự kiên cường. Là một người không dễ dàng bị đánh bại bởi những điều tiêu cực trong cuộc sống này. Và mình thấy các bạn là những người có một cái sự gọi là biết thay đổi bản thân theo đúng hoàn cảnh ha. Và mình thấy các bạn là những người có sự linh hoạt ở đây. Các bạn là những người có một cái sự gọi là thân thiện, hòa đồng và có khả năng được mọi người yêu mến ha. Một số bạn cũng khá là đào hoa ở đây, nhưng mà mình thấy khi mà yêu á, thì bạn chỉ dành trọn tình yêu cho đúng cái người bạn thực sự gọi là muốn đi đến lâu dài. Bạn không thích những mối quan hệ gọi là ngắn hạn ở đây nha. Bạn là một người đâu ra đó, không có một cái sự gọi là mập mờ. Và bạn cũng rất là ghét những cái người lăng nhăng phản bội, rất là ghét những cái người gọi là sống lợi dụng thủ đoạn ha. Bạn là một người tượng trưng cho công lý. Để xem họ là ai ha. Người này thì mình thấy họ là một người có một cái sự vui vẻ ha, cũng có một cái sự hài hước và họ rất là yêu tiền. Cái người này rất là thích kiếm tiền. Tuy nhiên đây là một người chính trực, ngay thẳng, công bằng ha. Họ không có phải là cái người gọi là tham lam, họ chỉ tham vọng mà thôi. Họ muốn tham vọng gọi là đạt được một cái nguồn tiền tài vật chất theo ý họ mong muốn, bằng cách thực lực, cách tài năng, cái sự làm việc chăm chỉ của họ.
Và cái người này thì trong cuộc sống cũng có nhiều cái sự mâu thuẫn, đấu tranh, hoặc đây là một người cũng có một cái sự hơi háo thắng ở đây ha. Và cái người này thì họ sẵn sàng gọi là đấu tranh với thử thách để có thể là đạt được cái điều mà họ mong muốn trong cuộc sống. Và người này có khả năng làm được cái điều đó ha, có khả năng vươn tới thành công, vươn tới đỉnh cao. Và một người có một cái sự gọi là khiêm nhường. Và cái người này thì mình thấy họ hành động có vẻ nó không có được nhanh gọn lẹ nha. Họ có một sự chậm chậm, vừa đi vừa suy nghĩ, kỹ lưỡng, có sự tỉ mỉ nữa. Rồi bây giờ nếu như bạn là bạn nam xem trái bài thì cái người mang năng lượng nữ trong trái bài này chính là đối tượng của bạn. Còn nếu như bạn là bạn nữ xem trái bài thì cái người mang năng lượng nam trong trái bài này chính là đối tượng của bạn nha. Mình thấy bạn nam này trong cuộc sống chắc cũng vượt qua nhiều cái sóng gió bão táp rồi. Là một người có một cái sự gọi là vững vàng, biết bảo vệ thành quả của mình và biết cách gọi là vượt qua những cái khó khăn ha, một cách tinh tế. Và là một người đa mưu túc trí nha. Là người giỏi ứng biến và có sự gọi là rất là giỏi trong việc thích nghi. Bạn nam này thì mình thấy bạn là một người rất là tỏa sáng, là một người có một cái sự gọi là thu hút người khác bằng cái thực lực, tài năng hoặc là cái sức hút ở vẻ bề ngoài. Bạn nam này thì mình thấy bạn luôn duy trì cái sự tích cực, lạc quan nhất trong cuộc sống của mình. Và bạn là một người khá là bận rộn ha. Bạn là một người mang năng lượng ấp áp. Bạn nam này thì mình thấy bạn có sự chủ động trong cuộc sống, là một người rất là mạnh mẽ, tràn đầy cái sức trẻ nha. Dù ở độ tuổi nào nhưng mà mình thấy bạn nam này có vẻ như là trẻ hơn tuổi ha. Quyết liệt đấu tranh cho những điều mà mình ước muốn. Bạn nam này thì rất là sáng tạo và bạn ấy là một người đã trải qua một cái cuộc sống cũ rồi. Bạn đang trên hành trình phát triển cái cuộc sống mới của mình, một cuộc sống đầy cái sự gọi là nhạy bén, khôn ngoan hơn, một cuộc sống vững bền hơn, kiên cố hơn, mạnh mẽ hơn và tỏa sáng hơn ha. Bạn nam thì có khả năng bạn làm việc thâu đêm suốt sáng, hoặc là có khả năng là bạn một người bị mất ngủ ha. Và bạn là một người đôi khi luôn biết bảo vệ quan điểm cá nhân của mình, hơi có một cái sự cố chấp ở đây nha. Và trong tình yêu này thì mình thấy có khả năng các bạn quen người nước ngoài hoặc các bạn sống hai quốc gia khác nhau. Trong tình yêu này mình thấy bạn nam bạn có một cái sự rất là ngưỡng mộ bạn nữ này, bởi cái sự thông minh, khéo léo, sáng suốt và sáng tạo của bạn nữ này ha. Và bạn cảm thấy bạn nữ là một người rất là xinh đẹp, yêu kiều, là một người mang một cái năng lượng vô cùng tích cực ha, rực rỡ, hào quang. Và bạn cảm nhận bạn nữ là một người có sức hút, có sự quyến rũ, lại là một người có một cái vẻ đẹp thanh tao nữa, có sự gọi là tôn nghiêm nữa ha. Mình thấy bạn nam này thì bạn luôn nhớ bạn nữ này ha. Và đôi khi bạn nam này thì bạn có một cái sự hay ngủ mơ bạn nữ này, ngày nhớ đêm mong đó. Và đây là tình yêu từ hai phía nha. Và mỗi khi mà ở bên bạn nữ này, bạn nam cảm nhận ra bạn được truyền cái năng lượng lạc quan nhất, trở nên sáng tạo hơn, hạnh phúc hơn và cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn.
Còn bạn nữ ở đây mình thấy bạn ấy là một người giống như một nhà pháp sư vậy đó ha. Bạn ấy là một người rất là thông thái, có trực giác cực kỳ cao đó nha. À, là một người có khả năng làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần á. Bạn nữ này mình thấy là bạn có khả năng thiên biến vạn hóa, thấu suốt mọi điều, có khả năng nhận cái thông điệp từ vũ trụ rất là nhạy bén và chính xác ở đây. Bạn nữ này mà khi mà đã muốn điều gì đó thì bạn sẽ luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình để đạt được cái điều đó. Bạn là một người cực kỳ thông minh, cực kỳ sáng tạo, độc đáo ở đây ha. Và bạn nữ này là một người sống rất là nhân từ. Và bạn có khả năng cho người khác lời khuyên hữu ích. Bạn giống như là một linh hồn cổ vậy đó ha, một người có lối sống cổ điển, thích ở một mình, không có thích giao du nhiều người ha. Bạn thích có sự gọi là kết nối năng lượng với ơn trên. Và bạn ấy là một người con rất là ngoan của vũ trụ á. À, vũ trụ rất là ban nhiều đặc ân cho bạn nữ này, rất là sủng ái bạn nữ này ha, vì bạn ấy là một người biết sống tốt, sống đẹp và biết đem đến những cái điều tích cực nhất cho cuộc đời này. Bạn nam cũng có sự ngưỡng mộ bạn nữ bởi vì bạn nữ này luôn có một cái sự gọi là đóng góp cống hiến những cái điều tích cực nhất cho cuộc sống này, cởi mở. Và bạn nữ này có sức hút, có sự quyến rũ ha, có một sự bí ẩn ở đây. Và bạn nữ này thường á, bạn làm việc rất là giỏi và làm việc rất là cực kỳ có năng suất cao, đặc biệt là vào ban đêm. Vì trong cái thời gian tĩnh lặng đó là bạn nữ này bạn sẽ có một cái sự tiếp xúc tương tác với ơn trên rất là mạnh mẽ, quyết liệt ở đây. Bạn nữ này thì mình thấy bạn là một người có tầm nhìn xa ha, bạn là một người có khả năng đương đầu với thử thách để có thể gọi là vạch ra kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó một cách thành công. Và bạn ấy là một người có khả năng, một số bạn nữ này đã có nhà cửa rồi nha, hoặc là đang trên giai đoạn gọi là xây dựng nhà cửa, xây dựng cái tương lai cho bản thân mình bằng chính cái thực lực của mình. Bạn nữ này không hề muốn gọi là nợ nần hoặc là không hề muốn gọi là dựa dẫm bất kỳ ai hết. Điều gì bạn ấy làm được là bạn sẽ làm tất cả, tất tần tật ha. Bạn là một người nữ nhưng mà bạn ấy mang trong mình một cái sự thông thái, một cái tính cách giống như một người nam tính vậy đó ha. Và khi mà ở bên bạn nữ này mọi người đều có cảm giác rất là an toàn ở đây, rất là chắc chắn, một người cực kỳ uy tín ha, vững vàng, trung thực, công bằng. Bạn nữ này thì mình thấy là bạn rất là thích ánh trăng luôn ha. Một số bạn thì có khả năng là sinh trong ngày trăng tròn, trăng rằm. Và đặc biệt trong cái mùa ánh trăng á, là bạn nữ bạn hay được có sự kết nối năng lượng mạnh mẽ nhất. À, và trực giác của bạn ngày càng có sự gọi là nâng cấp hơn rất là nhiều. À, bạn ấy như một nhà ẩn sĩ vậy đó ha. Và để quen được cái bạn nữ này thì bạn nam này cũng phải có tần số năng lượng có sự tương đồng với bạn nữ này mới được. Chứ bạn nữ này không có gọi là thích quen những người có không có cùng quan điểm, không có cùng năng lượng tần số thì rất là khó nói chuyện và cũng không có sự tương hợp. Và bạn nữ này biết xem tướng, biết cách chọn người phù hợp đến với cuộc sống của mình. Và trong chuyện tình cảm này thì mình thấy bạn nữ bạn đang đứng trước giữa hai sự lựa chọn ha. Và bạn đang gọi là có sự gọi là lắng động tâm hồn, tìm về bản thân mình, phát triển cuộc sống của mình, phát triển cái kiến thức, cái sự đam mê và có một cái sự gọi là thông thái trong những cái suy nghĩ. Bạn biết được những cái tình huống mà xảy đến trong cuộc sống bạn ấy là đều là do cái kế hoạch của vũ trụ và bạn có một sự tin tưởng vào kế hoạch đó ha. Bạn tin tưởng vào cái thách thức mà vũ trụ đem đến, thì bạn ấy biết là sao những thách thức đó đó mà bạn ấy vượt qua được là những món quà cực kỳ to lớn ở đây. Và tình yêu này bạn nữ luôn có một cái sự ngóng chờ, có khả năng các bạn yêu xa như mình nói rồi ha, có sự ngóng chờ trong đời các bạn nam này. Và bạn nữ ở đây thì mình thấy bạn cảm thấy rất là hợp với bạn nam này về cách nói chuyện, cách cư xử, về cái sự gọi là hiểu biết. Tuy nhiên hai bạn ở đây mình thấy á, các bạn á, yêu thì yêu nhưng mà không có dành nhiều thời gian cho nhau, là những người có một cái sự gọi là có đam mê trong cuộc sống và muốn phát triển mọi thứ và đôi khi rất là muốn có thời gian riêng cho bản thân mình ha. Và cái mối quan hệ này các bạn chưa công khai, nó còn mập mờ ở đây ha.
Tuy nhiên bạn nữ này có khả năng bạn nhìn thấy được cái hướng lâu dài cái mối quan hệ này, có khả năng bạn cảm nhận là có khả năng là đi xa được hơn với bạn nam này đó. Tình yêu này mình thấy các bạn có liên quan đến chim chóc khá là nhiều nha. Giống như là họ đến để khiến cho cuộc sống của bạn trở nên rộn ràng hơn vậy đó. Rồi để xem coi bạn nam ở đang có dự tính gì cho mối quan hệ này ha. Bạn nam này mình thấy bạn đang gọi là có một cái điều đó, điều gì đó giấu giếm bạn nữ này nha. Có vẻ như là bạn nam bạn muốn xây dựng gia đình với bạn nữ này rồi, và bạn đang gọi là âm thầm lặng lẽ lên kế hoạch cho cái tình yêu này ha. Và mình thấy là bạn đang lên kế hoạch để có thể gọi là về thăm bạn nữ này, ra mắt mọi người trong gia đình đó ha. Và bạn muốn đi xa hơn với bạn nữ này, muốn có con bạn nữ này, muốn có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy với bạn nữ này nha. Một số bạn thì có khả năng chọn tụ 1, tụ 2, nhưng mà cái tụ 2 này thì mình thấy các bạn không có các kết nối chia tay nhiều bằng các bạn tụ 1 nha. Cái tụ 2 này là yêu nhau nhưng mà dành thời gian để phát triển cá nhân. Các kết nối chia tay không có nhiều. Và mình thấy bạn nam này thì bạn luôn có một cái sự gọi là cảm kích và có một cái sự gọi là ngưỡng mộ bạn nữ này về những cái điều mà bạn nữ này làm được. Bạn nữ là một kiểu người giống như là khi mà đã mong muốn rồi là làm cho bằng được, và khi mà đã làm là có một cái sự gọi là vươn cao và tỏa sáng. Đã làm thì phải làm cho tới, bạn nữ là như vậy đó ha. Thì mình thấy cái dự định bạn nam này á, là bạn đang trong giai đoạn gọi là thu hoạch những cái công việc của bạn ấy, thu hoạch về cái tài chính của bạn ấy có một cái sự vững vàng ở đây. Rồi bạn sẽ quất ngựa truy phong chuẩn bị về thăm bạn nữ này. Bạn lên kế hoạch mọi thứ rồi ha, bạn chuẩn bị mọi thứ rồi. Và bạn muốn có thời gian ở bên gia đình, ở bên bạn nữ này rất là nhiều ha, muốn được ở bên cạnh bạn nữ này hạnh phúc, có giây phút gọi là tận hưởng niềm vui với nhau, được ăn uống với nhau, có khả năng là muốn về thăm và muốn ở chung nhà bạn nữ này để có thể tìm hiểu sâu sắc hơn đối với những bạn yêu xa đó. Rồi cùng nhau tận hưởng những cái món ăn, học hỏi nhiều điều về cái tập quán nơi sinh sống của bạn nữ này chẳng hạn ha. Và đồng thời mình thấy các bạn nam này thì bạn rất là quyết liệt ở đây rồi, rất là muốn rồi ha, hành động rồi, đang cố gắng gọi là chuẩn bị mọi thứ xong là bạn ấy sẽ hành động gấp rút. Có khả năng một số bạn là sắp tới các bạn sẽ gặp nhau trong vòng vài tháng nữa thôi ha. Thì nói chung cái dự định mà ấy là muốn ra mắt gia đình người thân, rồi về thăm bạn nữ này, hoặc là các bạn có những giây phút gọi là hạnh phúc trọn vẹn bên nhau hơn. Và muốn có con bạn nữ này, muốn xây dựng gia đình với bạn nữ này ha. Muốn nói chuyện, muốn gọi điện với bạn nữ này để bàn về cái vấn đề đó. Khi mà bạn chuẩn bị xong mọi thứ mà sẽ nói chuyện với bạn nữ về vấn đề này và bàn về cái vấn đề kết hôn đó. Mình thấy một số bạn nữ ở đây chờ đợi bạn nam có sự mòn mỏi luôn ha. Kiểu như là nhiều một số bạn nữ bạn cảm nhận như là trời không biết chắc tới già luôn quá. Nhưng mà bạn vẫn có sự kiên nhẫn chờ đợi, kiên trì bền bỉ ở đây vì bạn có niềm tin vững vàng vững chãi đây ha. Thì bạn nữ này hiện tại thì bạn dự tính mối quan hệ này là bạn dự định đó là bây giờ thì mình vẫn giữ nguyên cái ý định của mình là cố gắng chờ đợi cái người này, rồi mình
tập trung mình phát triển cuộc sống của mình, luôn có những cái suy nghĩ rõ ràng sâu sắc ở đây, rồi tập trung lo cho công việc cộng đồng và nâng cấp bản thân, phát triển đam mê ước muốn và phát triển bản thân của mình trước, đạt được nhiều thắng lợi trong cuộc sống. Thì khi mà bạn nam này bạn đến thì mọi thứ nó có sự gọi là perfect, hoàn hảo diễn ra ha. Và đồng thời thì bạn đang chờ đợi bạn nam này hành động về thăm bạn ấy, hoặc là nói chuyện, hoặc là tương tác. Nói chung là bạn ấy là một người rất là yêu bạn nam này ha, luôn hướng bạn nam này, và bạn cũng có một sự cầu nguyện cho mọi thứ trong cuộc sống bạn nam này có những cái sự gọi là trọn vẹn, thắng lợi, thành công, thì bạn nam mới có thể mau mắn về thăm bạn ấy, hoặc là sẽ có giây phút các bạn đi du lịch với nhau chẳng hạn. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Đây là tình yêu của những người trưởng thành đã vượt qua nhiều bão táp phong ba rồi, thì các bạn đang trong giai đoạn gọi là sắp gặt hái được cái quả tốt, quả ngọt trong mối quan hệ này rồi ha. Rồi bây giờ để mình xem coi có những cung hoàng đạo nào đã bật trong cái cho bài này, thì có khả năng là có tất cả các cung, nhưng mà mình sẽ nêu những cung nó bật nhất cho các bạn tham khảo. Có thể là của bạn, của người đó ha. Kim ngưu, Ma kết, Song tử, Bạch dương, Cự giải, Thiên bình. Rồi chữ cái trong tên ha. Chữ F, chữ T, chữ G, chữ V, chữ A, chữ Y ngắn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Là mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi họ đang có dự định gì cho mối quan hệ này. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và đây là một cái trả bài có sự liên kết về năng lượng các bạn nha. Thì những bạn nào có cùng tần số năng lượng với mình thì nó luôn hiện ra cái câu chuyện tình cảm các bạn, và để bạn có thể gọi là thấu hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của họ, và bạn có khả năng chữa lành cho bản thân của bạn nữa ha. Còn những bạn nào chưa yêu và chưa biết yêu và tìm kiếm ở mình một cái sự gọi là đổi mới, mỗi ngày một câu chuyện tình yêu của những người khác nhau, thì hoàn toàn không thể có được ha. Vì đây là xem về tarot, về liên kết năng lượng. Còn bạn đòi hỏi cái sự gọi là thay đổi, đổi mới liên tục mỗi ngày, mỗi ngày là một câu chuyện khác, một người khác, thì bạn nên tìm những kênh nào mà kể về tiểu thuyết tình yêu thì nó hợp với bạn hơn ha. Rồi mình xin lên cái năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người rất là thông minh. Các bạn là những người có tay nghề, có sự khéo léo, có sự tỉ mỉ, và một số bạn có khả năng vẽ rất là đẹp ha. Mình thấy các bạn là một người có khả năng là đang trong giai đoạn bồi dưỡng lại sức mạnh, sức khỏe của bạn. Và bạn là một người có ý chí kiên cường, vững vàng, và một người làm việc rất là chăm chỉ và siêng năng. Có sự tin tưởng, có sự gọi là tử tế ở đây nữa. Mình thấy một số bạn có khả năng là đang trong giai đoạn gọi là bị bệnh, hoặc là đang trong giai đoạn cạn kiệt về nguồn tài chính, hoặc là một số bạn đang trong giai đoạn cảm thấy thiếu vắng, tổn thương trong tình yêu chẳng hạn. Có một sự lẻ loi ở đây ha. Và bạn đang cố gắng gọi là vượt qua mọi thứ, có sự cân bằng lại cảm xúc, tinh thần của mình để tìm thấy niềm vui cho chính bản thân mình, để chữa lành ha. Rồi để xem coi họ là ai.
Mình thấy đây là một người họ có một cái sự gọi là trù phú ha. À, đây là một người cũng có một cái sự đủ đầy trong cuộc sống rồi. Một số bạn có khả năng là cha hoặc mẹ đơn thân, đây khá là đông đó. Cái người này thì mình thấy họ là người có niềm tin, có sự hướng thiện và rất là thích nghe giảng ha. Có khả năng người này có đạo nữa. Cái người này thì mình thấy họ là một người rất là quan tâm đến mẹ của mình, là một người rất là hiếu thảo. Mình thấy trong trường hợp này một số bạn ngừng nghỉ kết ngắt kết nối hoặc là chia tay khá là đông nữa nha. À, chỉ có cái tụ hai là cái tụ gọi là chỉ đơn giản là không có dành thời gian nhiều cho nhau, còn tụ một với tụ ba này là mình thấy ngắt kết nối chia tay khá là đông. Cái người này đang trong giai đoạn cũng cảm thấy tổn thương, kiệt sức và cảm thấy như là mình bị bỏ rơi vậy đó, hoặc là đang bị mắc kẹt, mất phương hướng, bị mù đường trong mối quan hệ này ha. Hoặc nếu như mà bạn không có ngắt kết nối chia tay á, thì cái người này họ đang có những cái sự bộn bề trong cuộc sống, có những vấn đề về công việc chưa giải quyết xong. Rồi bây giờ nếu như bạn là bạn nam xem cho bài thì cái người mang năng lượng nữ trong cho bài này chính là đối tượng của bạn. Còn nếu như bạn là bạn nữ xem cho bài thì cái người mang năng lượng nam trong cho bài này chính là đối tượng của bạn nha. Chúng ta sẽ xem coi bạn nam là ai. Cái tụ này là cực kỳ đông các bạn mà đã từng ly dị, đổ vỡ hôn nhân một lần, cha hoặc mẹ đơn thân, rất là đông ở đây ha. Chọn tụ này khá là nhiều á. Mình thấy bạn nam này là một người rất là cần mẫn trong công việc, rất là chăm chỉ, siêng năng. Và bạn nam này thì mình thấy bạn ấy là một người cũng đạt được những cái nguyện vọng trong cuộc sống rồi, có sự đủ đầy, sung túc, vững vàng. Và bạn nam này mình thấy bạn là một người có sự mạnh mẽ, quyết tâm, là một người giành được nhiều cái sự vẻ vang trong cuộc sống, nhiều thắng lợi. Và bạn nam này là một người luôn chủ động trong cuộc sống, biết làm chủ cảm xúc của bản thân mình, là một người luôn có niềm tin và ơn trên. Và bạn ấy là một người khá là tỏa sáng trong cộng đồng của bạn ấy. Bạn nam là một người kiếm tiền rất là giỏi nha. À, có một cái cuộc sống cơ ngơi vững chắc về giá trị tiền tài ở đây thì mình thấy là bạn nam tụ ba này có vẻ sung túc, giàu có hơn, vững vàng hơn các bạn tụ hai ha. Thì bạn nam này là một người chung thủy ha. Trong cuộc sống bạn ấy quan trọng thứ nhất là công việc, tiền bạc, thứ hai là người yêu, người vợ của mình, gia đình của mình. Chứ bạn ấy không phải là kiểu người lăng nhăng đâu nha. Bạn nam này là kiểu người gọi là khi mà đã yêu thì sẽ yêu cho đến cùng và có kết quả, chứ không bao giờ yêu nửa vời ha. Giống như cái chú nông dân này vậy đó, trồng cây là sẽ sinh qua kết quả chứ không có chặt cây nửa chừng đây. Một số bạn nam mình thấy cũng đứng tuổi rồi ha. Bạn nam này mình thấy bạn học rất là giỏi, hoặc là bạn rất là có nhiều kiến thức sâu rộng trong cuộc sống rồi, vững vàng rồi ha, là một người đã có nhiều trải nghiệm rồi. Và bạn nam thì có vẻ như một số ít bạn nam ở đây là hay mặc đồ vest đi làm chẳng hạn, có khả năng là làm chủ hoặc là một người đứng đầu cơ quan tổ chức. Và trong tình yêu này bạn cảm nhận bạn nữ này giống như là ước mơ trở thành sự thật vậy đó ha. Và khi yêu bạn nữ này, bạn nam cảm nhận như bạn cảm thấy trọn vẹn, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy như mình là một người tràn đầy cái sức lực, mạnh mẽ hơn rất là nhiều khi mà có được bạn nữ này trong đời kiểu vậy. Và có khả năng một số bạn các bạn yêu nhau cũng một khoảng thời gian rồi, và bạn nam này thì mình thấy bạn có sự trân trọng, yêu quý bạn nữ này, về cái sự gọi là cố gắng kiên nhẫn bạn nữ này trong mối quan hệ này. Và một số bạn yêu xa thì có vẻ bạn nam này bạn mong muốn có những cái sự gọi là kết nối nhiều hơn với bạn nữ này, yêu thương hơn. Tuy nhiên bạn ấy khá là bận rộn trong cuộc sống.
Và bạn có sự bị cuốn hút bởi cái vẻ đẹp thuần khiết, cái sự quyến rũ độc đáo của bạn nữ này. Một số bạn nữ thì khá nổi tiếng trong cộng đồng bạn ấy ha, hoặc là bạn nam cũng khá là nổi tiếng, được một nhiều người biết tới đó. Còn bạn nữ đây, mình thấy bạn nữ là một người có một cái sự quyến rũ ha, một cái người rất là tinh tế, là một người đã từng trải nghiệm nhiều trong cuộc sống. Bạn nữ này đã từng gọi là trong giai đoạn khá là mập mờ hoặc là mù mờ trong tình yêu. Tuy nhiên bây giờ mình thấy bạn nữ có sự gọi là thoát khỏi cái kén bản thân và trở nên vô cùng rực rỡ, tràn đầy sắc màu ở đây, rất là tự tin và rất là yêu thiên nhiên. Bạn nữ này là một người có một cái sự gọi là tỉ mỉ, có sự gọi là gu thẩm mỹ cao á, ăn mặc thì khá là xinh đẹp và một số bạn nữ nhìn rất là yêu kiều, sang trọng, quý phái. Bạn nữ này là một người cực kỳ sáng tạo trong cuộc sống ha, và bạn ấy đôi khi cũng trong cuộc sống cũng hay bị người khác nói tới nói lui, nói ra nói vào lắm, nhất là bàn tán về cái chuyện tình cảm của bạn ấy. Và có khả năng cái chuyện tình yêu này các bạn, khi mà các bạn ở bên nhau thì có nhiều người họ hay gọi là bàn tán về cái câu chuyện tình cảm của các bạn. Nhưng mà bạn nữ đây thì bạn là một người đã biết làm chủ cảm xúc của bản thân và bạn không để những cái người tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần của bạn ấy. Bạn nữ này thì là một người tràn đầy cảm xúc lãng mạn. Trong tình yêu thì mặc dù bạn ấy cũng trưởng thành, cũng va vấp nhiều rồi, nhưng mà mình thấy bạn ấy vẫn giữ cho mình cái tâm thái vững vàng, một cái sự gọi là hồn nhiên, ngây thơ ở đây trong tình yêu. Và bạn nữ này mình thấy rất là tài hoa và đào hoa, được nhiều người ưa thích, săn đuổi. Nhưng mà mình thấy bạn nữ là một người đã có những cái suy nghĩ rõ ràng, chững chạc ha, là một người đại diện cho công bằng, cho công lý ha. Bạn chỉ thích yêu một người và đi đến lâu dài, trọn vẹn thôi, chứ bạn không có thích những mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống. Mặc dù vậy nhưng mà bạn ấy thường hay bị dính thị phi lắm. Mình thấy một số bạn nữ ở đây thì bạn ấy là một người trong tình yêu thì bạn ấy là một người rất là chung thủy, tận tâm và luôn suy nghĩ kỹ càng, thấu đáo, rõ ràng trong mối quan hệ, luôn có cái trách nhiệm trong cái tình yêu này nha. Một số bạn mà các bạn có sự ngắt kết nối chia tay thì bạn nam bạn mong muốn là có một cái sự sum họp lại, quay trở lại với nhau, hàn gắn hoặc là trở nên gọi là hiểu nhau hơn. Còn đối với những bạn mà các bạn đang trong nữ, bạn nữ trong giai đoạn ngắt kết nối chia tay thì bạn nữ này bạn đang trong cảm thấy tổn thương, buồn bã và hy vọng có một ánh sáng le lói nào đó thắp sáng cái tình yêu này một lần nữa ha. Và trong tình cảm này thì bạn mong muốn có một sự công bằng ở đây được diễn ra. Đôi khi có khả năng là bạn nam bạn hơi nguyên tắc, hơi lực lệ, khiến cho bạn nữ này cảm thấy hơi bị bức bối, hơi bị khó chịu vì không làm được cái những gì mình yêu thích, hoặc không thể gọi là nói lên quan điểm bản thân mình chẳng hạn ha. Bạn nam này là yêu bạn nữ là cái nhìn đầu tiên nha. Có vẻ như là bạn nam thì có khả năng là hai bạn, bạn nam này bạn trải nghiệm nhiều và lớn tuổi hơn bạn nữ này, một số bạn nam này như vậy nha. Hoặc là cái sự sâu sắc của bạn nam này có sự gọi là cứng cỏi hơn, bản lĩnh hơn bạn nữ này chút, vì ta là đàn ông mà, và người nắm quyền.
Mình thấy thì hiện tại bạn nam này á, thì đối với những bạn đã kết nối chia tay rồi á, thì có khả năng là bạn đang trong giai đoạn gọi là suy nghĩ về cái mối quan hệ này khá là nhiều, đôi khi cũng không biết là mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào. Nhưng mà bạn vẫn có sự gọi là nhớ nhung bạn nữ này, suy nghĩ bạn nữ này, đôi khi gọi là quên mất thời gian luôn ha. Mỗi khi mà bạn tiếp xúc với thiên nhiên cây cỏ là bạn lại nhớ bạn nữ này chẳng hạn, và bạn đang muốn tìm kiếm cái không gian riêng, thời gian riêng để tịnh tâm. Và mình thấy bạn nam thì thầy bạn thấy là cái đang trong giai đoạn gọi là có một sự gọi là chữa lành cho bản thân mình. Và bạn có một cái sự nâng niu bạn nữ này, vẫn yêu bạn nữ này rất là nhiều ha. Cảm thấy bạn nữ là một người khiến cho bạn ấy có sự khao khát, có sự mong nhớ. Và bạn thấy bạn nữ này là một người tràn đầy cảm xúc ngọt ngào. Tuy nhiên bạn nữ là một người khá là kín tiếng và bí ẩn. Bạn nữ này đôi khi cũng không có thổ lộ nhiều, khiến cho bạn nam này cảm thấy hơi bị lẻ loi buồn bã. Một số bạn nữ ở đây thì mình thấy yêu thì bạn ấy có một cái sự gọi là hơi thụ động để cho bạn nam mà để bạn thể hiện tình yêu. Còn bạn thì bạn sẽ quan sát, vì bạn đang một người có nhiều cái trải nghiệm cho nên biết khi mà có người yêu mình thật sự thì họ sẽ luôn chủ động, và bạn luôn chờ đợi cái tín hiệu từ bạn nam này, xem xét hành động của bạn nam này ra sao. Và bạn nam thì mình thấy bạn đang dự tính là đối với những bạn đã kết nối chia tay, bạn đang dự tính là muốn quay lại, muốn yêu thương, muốn được bạn nữ này yêu như lúc ban đầu ha, muốn được bạn nữ này quan tâm. Vì mình thấy bạn nam cảm nhận bạn nữ có sự ngó lơ bạn ấy. Bạn đang cố gắng cân bằng mọi thứ. Mặc dù vậy nhưng mà hiện tại thì mình thấy bạn chưa hành động gì đâu, bạn còn đang nghĩ ngợi, bạn còn lo sợ sợ mất bạn nữ này, hoặc là bạn nữ này không quan tâm bạn ấy nữa, không yêu thương bạn ấy nữa chẳng hạn ha. Còn đối với một số bạn, các bạn đang yêu nhau thì mình thấy bạn nam này bạn hiện tại thì có khả năng là cái công việc của bạn ấy đang có nhiều cái sự bộn bề trong cái cuộc sống, cho nên bạn suy nghĩ về công việc khá là nhiều. Nhưng mà trong tim bạn ấy thì vẫn dành cho bạn nữ này, bạn đang cố gắng cân bằng lại cái công việc và tình yêu ở đây. Bạn vẫn có một cái sự tin tưởng rằng bạn nữ vẫn ở đó, vẫn chờ đợi, vẫn yêu thương bạn ấy, cho nên bạn ấy tạm thời thì bạn ấy ghé cái chuyện tình yêu qua một bên để lo cho công việc. Đang có những cái sự lo lắng, một cái sự bất an, hoặc những cái nỗi sợ gì đó liên quan đến công việc. Nhưng mà trong lòng bạn ấy thì bạn nữ vẫn là số 1, vẫn là một người xinh đẹp quyến rũ như nàng công chúa ngủ trong rừng. Mình thấy thì đối với bạn nữ á, thì cái dự định hiện tại của bạn ấy á, là hiện tại bạn ấy sẽ tìm thấy niềm vui cho bản thân trước đã. Đối với những bạn mà yêu nhau thì bạn ấy tập trung phát triển bản thân của mình, phát triển khả năng ăn nói, phát triển cái đam mê, thích thú, phát triển công việc của mình, trở nên một người tươi tắn, rạng rỡ trong yêu, trong tình yêu hoặc là trong cuộc sống hơn, và có sự cuốn hút hơn nữa. Và bạn nữ này đang trong giai đoạn gọi là chinh phục ước mơ, ước muốn, nguyện vọng, sở thích. Và bạn nữ này mình thấy bạn có nhiều cái khát khao, nhiều cái ý tưởng, có sự độc đáo trong công việc, và bạn đang trong giai đoạn gọi là không quá phụ thuộc vào tình yêu, không quá nghiện ngập vào tình yêu nữa, và bạn sẽ lo cho cuộc sống bạn ấy trước. Và bạn biết rằng khi mà bạn làm như vậy á, khi mà bạn tập trung yêu thương bản thân mình thì bạn sẽ thu hút được cái bạn nam này ngày càng yêu bạn ấy nhiều hơn và có sự gắn kết hơn. Và bạn nữa bạn biết là cái tình yêu này dù cho các bạn có xa nhau thì các bạn vẫn có sự quay trở lại thôi. Và bạn biết rằng bạn nam này luôn có một sự nghiện ngập bạn ấy, yêu thương bạn ấy thật lòng. Thì bạn đang gọi là ngày càng nâng cao cái sức hút của mình, ngày càng
xinh đẹp quyến rũ hơn để có thể thu hút bạn nam này càng có sự gắn kết mật thiết hơn, thân thiết hơn. Đối với những bạn đang yêu nhau thì như vậy, các bạn nữ ở đây tần số năng lượng rất là cao, biết yêu thương, biết lo lắng, biết chu toàn cho cuộc sống của mình và không quá bị gọi là phụ thuộc trong cái mối quan hệ này. Còn đối với những bạn đã có nói chia tay rồi thì bạn nữ này bạn cũng có trong giai đoạn cảm thấy tuyệt vọng, tiêu cực, chán nản buồn bã, nhưng mà bạn ấy chỉ rơi vào cái giai đoạn đó một khoảng thời gian thôi, nhưng mà bạn ấy rất là dễ lấy lại được cái động lực tinh thần, tập trung vào phát triển cái cuộc sống của mình như mình nói đó. Và ngày càng có mỗi sự gọi là thu hút được cái sự dồi dào, những cái sự khao khát, những cái sự mạnh mẽ, những cái sự may mắn đến với cuộc sống của bạn ấy. Và bạn đang cố gắng thu hút bạn nam này trở nên ngọt ngào, dịu dàng, tinh tế và chu toàn bạn ấy hơn. Một số bạn nữ mình thấy bạn rất là giỏi trong việc nắm bắt cái ý nghĩa trong tình yêu, trong việc gọi là lân cao tần số năng lượng, thì bạn sẽ thu hút được cái điều mà bạn ước mơ. Và bạn đang dùng cái điều đó rất là tốt ha. Bạn tập trung vào cuộc sống của mình, phát triển bản thân mình để thu hút cái người yêu của bạn trở nên cái một người mà như ý bạn mong muốn ha, một người chu toàn, tận tâm và chu đáo, quan tâm, thấu hiểu bạn. Thì bạn có khả năng làm được cái điều đó nha. Bạn nữ này rất là khéo trong việc là xử lý vấn đề, rất là khéo trong việc ăn nói, chu toàn, tinh tế, sắc sảo. Thì mình thấy dự định bạn nữ là như vậy thôi, phát triển bản thân để thu hút người yêu của mình tốt như mình mong muốn, hoặc là thu hút cái người yêu của mình quay trở về với mình. Một số bạn nữ ở đây, nếu mà cái bạn nam này bạn không quay trở lại thì bạn nữ vẫn có thể tìm được một người khác phù hợp hơn. Và lần này nếu mà bạn nam bạn rời đi, đối với những bạn có nói chia tay ha, bạn rời đi là bạn nữ này sẽ tìm một người thật sự yêu thương bạn ấy, quan tâm bạn ấy, chứ bạn cũng không quan tâm lắm về vấn đề tiền bạc. Chỉ cần một người biết quan tâm, thấu hiểu và có một công việc ổn định là được rồi. Tuy nhiên mình thấy thì bạn nữ bạn dành trọn cái tình yêu cho bạn nam này rồi thì bạn chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Còn một số bạn nam thì còn đang trong giai đoạn suy nghĩ mập mờ, còn đang giải quyết những cái nỗi sợ, những sự lo lắng gì đó, bất an gì đó của bạn ấy. Mặc dù vậy thì bạn vẫn yêu thương bạn nữ này. Có khả năng bạn nam còn chưa chiến thắng được cái bản ngã, cái to nên chưa có cái sự kết nối lại. Thì ở đây có nhiều trường hợp, các bạn hãy liên kết cái trường hợp nào phù hợp với bạn nhất nha. Trời. Bây giờ mình sẽ xem cung hoàng đạo cho các bạn. Thì có thể là có tất cả các cung, nhưng mình sẽ nêu cái cung mà nổi bật nhất, và có thể là của bạn hay của người đó ha. Sử nữ, sư tử, bọ cạp, chim ngưu, bảo bình, nhân mã ha. Rồi chữ cái trong tên, chữ giờ hoặc chữ đờ, chữ m, chữ s, chữ bờ, chữ y dài, chữ e ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 3 đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.